đứng đi. Nước sôi luôn. Này nước đang sôi lên nè. Đằng kia khó lên nè. Ở dưới là núi lửa hết á, nguyên cái mặt bằng của núi lửa đây. Có những cái rêu để mình đi, mình view tiếp. Wow, khói phun kìa, nước sôi kìa. Cái uống trà không? Uống trà xuống xin miếng nước hả? Đây nước sôi xuống, này nè. Xe thôi mình không thấy được, nhưng mà ở ngoài thì nhìn thấy rõ hơn. Ở ngoài mình đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều. Không coi thiệt là uổng phí cuộc đời. Đúng là kỳ quan thế giới thiệt. Đi xuống, đi xuống. Muốn đi lòng anh kia, bên kia biết có gì nữa không? Ok, đi, let's go. Gần nha. Rồi. Ok, hồi nãy thì nó cạn, bây giờ ở dưới pressure nó đẩy nước lên cao rồi. Chắc vài phút nữa nước nó sẽ nổi ồn. Dạ, vài phút nữa nước sẽ phun lên. Đó, thấy hơi nước lên rồi. Nhưng mà nhìn cái dòng suối nè. Không. Suối nước nóng vẫn chảy khắp hết. Xa là nó có một cái chỗ đang phun nước rất là cao. Này. Giờ đang ngồi ở đây thì nghe bằng tay chụp chân mình kéo xuống. Ôi cái miệng. Ăn không mệt mỏi. Thôi cái miệng. Mới ăn snack food xong giờ ăn nữa. Ăn uống bởi vì hỏi sao không được gọi là béo. Đây, bắt đầu. Wow, nước sôi nè. Coi nè, ghê chưa. Cái lách hồi nãy đó, bây giờ nó tràn nước lên tới trên này nè. Đó, ghê chưa. Wow. Đẹp quá. Ghê chưa. Đẹp hả này ha. Ở ngoài nhìn đẹp hơn nữa đó. Đúng là đáng ngồi chờ cả 15 phút rồi. Để ngồi chờ cái cảnh này. Cuối cùng đó, phật, cái đây rồi. Cuối cùng mình đã tìm được. Nước nó sẽ lụt xuống, nó sẽ... Còn nước nó lụt xuống không? Hơi ngắn ha. Hồi nãy phun hơi nhiều mà quay không kịp. Bây giờ nó có lần nữa không? Nước nó chưa rút mà. Nhưng mà từ từ nó sẽ rút xuống lại. Rồi nó sẽ ngồi chờ khoảng 15 phút nó sẽ phun. Nhưng mà chắc là tùy theo áp suất của mỗi lần khác nhau nó phun lên. Có thằng kia nó mình có nói đỡ với sao. Nó có thấy nước vẫn còn dao động. Hết rồi. Có.
dẫn tại tay tôi cầm rất là lâu, hơi mỏi. Hồi nãy quay gần ở sao húp 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 nó luôn. Wow, nước dâng lên nó kìa, này chẳng cao hơn nữa. Hồi nãy là nó sôi là cái góc sát kia, mà cái sôi chính đó là ngay giữa, mà sao giờ chưa thấy cái sôi ở giữa lên vậy, mà nước nó dâng lên cao hơn kìa. Cái đó là gọi là tiền thôi ha, cái men thêm là chưa có. Nước dâng cao quá chắc sẽ có cái men đó. Cái này mạnh anh này, nước lên cao ghê luôn á. Lên tới trên kia rồi. Lên á, lên á. Coi nhìn cái mặt nước dao động không? Nước không dao động.